Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Mini Swap. Thì con Mini Swap này, dự án nó sẽ list lên sàn KuCoin, Hotbit và Bubit nha bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video của mình, mở từ đó mình sẽ start chatbot nha bạn. Rồi mình sẽ nhận được 10 đô token có kiểu là MXF này các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh seller nữa bạn. Chọn kênh group kênh seller. Rồi tiếp tục cùng follow Twitter và Tweetbot nè. Rồi trên Twitter các bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉ chẳng trên Tweet nè. Dự án này mình có làm hồi nào mà đã follow rồi ta. Rồi các bạn like, các bạn chỉ chẳng trên Tweet nữa các bạn. Mình chắc like nè. Rồi tiếp tục con son tiếp kênh seller nè. Rồi mà bắt đắp lên nè. Đâu có kênh seller đó kìa. À các bạn, con này nó đã list sàn Bankai Swap cho chơi giao dịch rồi các bạn. Rồi bấm nút check này các bạn. Rồi bấm son này đáp các bạn. Rồi bấm register nè. Rồi tiếp tục gửi đường link profile từ Twitter mình nhé các bạn. Thì bạn mở từ Twitter mình nha. Các bạn nhấp vào cánh cùng nhé cho một hồ sơ. Nhấp vào cánh cùng nhấp vào chia sẻ. Làm những chương trình để góp mà tôi cần lấy được những cái sàn đét là khá là ngon các bạn. Có giá trị lắm các bạn. Bạn gửi vô đây nữa. Còn lấy lên những sàn đi phi như là không có giá trị không. Rồi các bạn gửi địa chỉ với BNB sẽ mất trên Bet20 trên chocolate nữa. Sao chép nữa. Rồi tiếp tục muốn Binance chết số ca mình kiếm được nè các bạn. Mình đã nhận được 10 đô token MXF nè các bạn. Và gì đang ghép chia sẻ trong bè những thằng đã kiếm token các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.